đi đường, anh nhớ có đi đường này mà. Con bé đó làm gì bớt càng hoài rồi. Lịch sử tái diện lần hai. Xe còn đồ đỏ không vậy? Xe đỏ không luôn. Ủa có chủ nó không vậy? Trời anh. Trời có chủ nó không rồi hả? Cho qua. Coi cái mặt anh có dính gì không vậy? Không. Trời ơi này trời, với cái đường kỳ vậy. Em có quay không vậy? Có. Đó, quẹo đây nè. Vậy là hồi nãy đi cái đường qua Vạn Thành đi là đẹp rồi. Mọi người đúng đường rừng, đường tèo, đường suối không?
sao không chở gì vô? Sắp tới rồi, nó trảnh trảnh kìa. Nó trảnh kìa. Vãi đạn. Ok. Thì giờ chạy chứ giờ không mẹ quanh ra. Giờ có đường chạy rồi. Đấy, chị Google thì có đói vậy nè. Trong đây anh còn xài mạng được không hả? Mạng gì?